Nhưng mà đến một thời điểm Lâm Bi cảm thấy là mình không còn làm được nữa, mình không đủ khả năng để theo nó nữa, thì bắt buộc mình không được cố chấp. Thì Lâm Bi đã xin anh Coleman là cho Lâm Bi nghỉ việc. Thì anh chắc là anh cũng hiểu tình hình. Xin chào tất cả quý khán giả thân thương của kênh Nguyệt Trần Official. Và ngày hôm nay thì rất là lâu rồi mới sao ta được ngồi lại để tâm sự cùng quý vị khán giả. Thì chắc là mấy hôm nay thì quý vị khán giả rất là thắc mắc tại sao là em nghỉ việc đúng không ạ? Thì trước tiên em rất là xin lỗi quý vị khán giả vì đã để mọi người chờ câu trả lời hơi lâu. Nếu như quý vị khán giả quan tâm thì chắc cũng thắc mắc nhiều. Thì hôm nay tranh thủ đi ăn với ba Khương rồi cùng các anh em trong công ty xong thì cũng về để quay một clip tâm sự với quý vị khán giả. Thì thật ra là Nấm Bi thì làm ở Điền Quân là được 3 năm rồi. Có lẽ thôi, em không biết là trong 5 đến 700 con người trong công ty thì có ai như em không. Nhưng mà thời điểm hiện tại các anh chị em trong công ty đều nói là có lẽ Nấm Bi là người chuyển nhiều bộ phận nhất trong công ty, vì thật sự là không có ai được ưu ái như vậy hết quý vị khán giả. 3 năm làm ở Điền Quân thì em chuyển khoảng 5-6 bộ phận gì rồi. Rất là nhiều bộ phận và nhiều khâu công việc khác nhau nha quý vị khán giả. Rất nhiều và hầu như là đều không bị chê trách gì nhiều cả, mà đều chuyển bộ phận để thích hợp hơn để với cái tình hình cách ly xã hội như bây giờ quý vị khán giả. Thì năm đang là sinh viên năm 3 thì Nấm Bi được giám đốc của công ty có liên hệ đến nói là công ty đang tuyển dụng vị trí đối ngoại bán phim ra nước ngoài. Thì Nấm Bi nghe cũng rất là hấp dẫn, thế là đi đến phỏng vấn liền. Thì mình không học chuyên môn, cũng không biết Điền Quân là gì luôn. Lúc đấy thật sự là ngáo ngơ lắm quý vị khán giả. Thì bắt đầu mới nói là chắc công việc này em không phù hợp, chắc là anh cho em xin không làm việc. Thế anh giám đốc mới nói là thôi nếu mà không làm công việc đấy thì cứ học dần đi. Thì bây giờ vào làm trợ lý, đầu tiên là làm dự án. Lúc đấy là có cái dự án Bao Giờ Hết Ế quý vị khán giả. Vậy là vô làm dự án phim, điện ảnh, chiếu rạp Bao Giờ Hết Ế. Thì khi đến làm rồi chuyển thành thư ký, trợ lý cho giám đốc luôn. Rồi sau này khi anh ấy nghỉ việc thì Nấm Bi làm trợ lý cho chủ tịch, có nghĩa là anh Clement. Thì làm được có mấy hôm mà thì cảm thấy mình còn yếu tay nghề quý vị khán giả. Thì có ngồi tâm sự là thôi anh cho em xin không làm vị trí này nữa vì em cảm thấy nó chưa phù hợp với em. Thì lúc đấy cũng anh không đồng ý, anh nói là Nấm Bi là phải làm rất là nhiều vị trí cho anh em phải thử rất nhiều vị trí công việc trong công ty thì để anh biết cái nào phù hợp với em. Trời ơi, cái câu nói đấy là mình cảm thấy là mình phải cố gắng hơn. Thì cũng vẫn cố gắng làm cho đến hôm một hôm thì họp giao ban, anh nói là thôi bây giờ Nấm Bi thì không làm trợ lý cho anh nữa thì anh chuyển sang team sale. Vậy là lại làm team sale Điền Quân Cơ Lương Men quý vị khán giả. Làm sale thì cũng không được lâu vì chị leader của team sale lại nghỉ việc. Cái mình lại bơ vơ. Mình lại bơ vơ, mình không có việc làm quý vị khán giả. Xong rồi lúc đấy là đúng rồi kỷ niệm là Clomena ra kẹo gạo lứt. Bắt đầu là lại đi làm một cô bán hàng kẹo gạo lứt, vui lắm, cực kỳ vui luôn. Vì mặc dù có thể như là người khác nghĩ là mình làm chưa tốt nhưng mà mình đã rất là cố gắng rồi đi sale, đi bán hàng cho anh Colorman. Thì có một cái đơn hàng mười mấy triệu, bán được mười mấy triệu ở trên Đà Lạt luôn, mừng rớt nước mắt quý vị khán giả. Mà cũng làm cái duyên bán xong cái đơn đấy thì bánh mì Colorman ra đời quý vị khán giả.
thì em lại được điều chuyển qua bánh mì Color Man. Thì bén duyên với bánh mì thì được 10 tháng. Em đó cũng là một kỷ niệm rất là, có lẽ là không bao giờ quên, quý vị khán giả. Nắng mưa cùng nó, mệt cũng cùng nó mà vui cũng cùng nó, được rất là nhiều anh chị thương quý mến, tại vì công việc nó cũng đứng nắng rất là nhiều. Thì nhưng mà đến một thời điểm Nấm Bi cảm thấy là mình không còn làm được nữa, mình không đủ khả năng để theo nó nữa, thì bắt buộc mình không được cố chấp. Thì Nấm Bi đã xin anh Coloman là cho Nấm Bi nghỉ việc. Thì anh chắc là anh cũng hiểu tình hình, thì anh cũng cho Nấm Bi nghỉ, nhưng mà lại là chỉ là nghỉ ở bánh mì thôi. Anh cho Nấm Bi thêm cơ hội là làm ở một bộ phận khác. Thế là có rất là nhiều option đặt ra để vào các team. Như hiện tại vừa rồi thì Nấm Bi được điều chuyển công tác đến trung tâm sản xuất nội dung 360. Trung tâm này thì có một chị leader rất là tuyệt vời. Tuyệt vời là gì? Có nghĩa là mình cảm thấy chị lead rất là tốt cái công việc, điều phối mọi người làm công việc trong team rất là tốt, và mọi người đều nghe răm rắp hết, quý vị khán giả. Làm về nền tảng digital này, rồi làm chương trình Hát Mãi Ước Mơ đó, là một cái chương trình Nấm Bi đang theo đuổi, đang theo ở trong team. Và làm như là phim sắp tới là Vô Diện Sát Nhân, có rất nhiều chương trình. Nhưng mà cũng không biết sao nữa, thì một ngày đẹp trời thì ngày hôm nay ngồi ở đây thì Nấm Bi đã lại phải nghỉ, chia tay công ty lớn là Điền Quân rồi, và chuyển sang một công việc mới. Không biết quý vị có tò mò không ạ? Thì Nấm Bi lại chuyển sang team của Ba Khương Dừa đó, là một cái team mà mọi người cũng rất là muốn Nấm Bi sáp nhập vô để cùng quay với lại Thanh Trương và bà Nguyễn Thị biên tập đó ạ. Thì ngày hôm nay thì Bi rồi Thanh Trương và chị Ngân đều làm một team rồi, và đang chuẩn bị quay game show Thiên Đường Ẩm Thực, quý vị khán giả. Cũng rất là bất ngờ, thật sự là bất ngờ, vì lại phải điều chuyển một nơi mới để học tập thêm. Thì Nấm Bi làm sản xuất, thì bây giờ thì Nấm Bi học thêm làm biên tập nữa. Thì cảm giác như mình đúng là cơ hội đến ấy, quý vị khán giả. Chuyển rất là nhiều bộ phận, và chưa Nấm Bi chưa từng gặp anh chị nào, đồng nghiệp nào cùng thời với mình mà được chuyển nhiều bộ phận như thế. Kiểu như nó là cũng là một cái ưu ái, mình có cái duyên ở đây, quý vị khán giả, không rời được. Thì đúng là có duyên thật, vừa học rồi, vừa đang đi học thì đã nhảy vô đây làm rồi, xong rồi vừa học vừa làm, mà giám đốc vẫn cho mình vừa học vừa làm luôn, rồi cho mình tạo điều kiện cho mình để mình thi tốt nghiệp ra trường đó. Rồi cuối cùng cũng ra trường, rồi cũng đi làm một cái ngành nghề cũng khá là hot hiện nay, kiểu như là hot trên YouTube này, rồi trên nền tảng Facebook, hay là trên các game show truyền hình, cũng khá là tuyệt vời. Thì cũng ngồi nhân đây ngồi giải thích thắc mắc cho quý khán giả, nếu không thì mọi người cứ thắc mắc là Nấm Bi sẽ làm gì vào trong tương lai. Thì em chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Mặc dù là thật sự là kênh của em thì lúc đầu lập ra, có mọi người nếu mà ai theo dõi em từ lúc lập kênh đến giờ ấy, thì cái thời mà chị Ngân còn chưa lập kênh YouTube, à có kênh YouTube nhưng mà nó cũng không nổi như bây giờ, thì hai chị em suốt ngày ngồi quay với nhau, ngồi cứ giơ điện thoại cầm cầm về này, hello mọi người, quay trở lại kênh YouTube của Nguyệt Trần Official, cứ thế đó quý vị khán giả. Xong ngày hôm nay Nấm Bi tặng quà cho bà Ngân này, những cái đấy Nấm Bi mới trân trọng, có nghĩa là nó rất là, thật sự là mình chưa có cái kinh nghiệm trước khán giả, mình quay rất là chân thật mộc mạc, kể cả đến bây giờ cũng vẫn như thế. Nhưng mà kiểu như bây giờ là có nhiều khán giả hơn, thì mình làm nó cũng tế nhị hơn, mình không quay kiểu như là có sao quay đấy được nữa. Nhưng mà cái gốc của Nấm vẫn là như thế, mọi người có thể thấy
bậy bạ cái gì là cũng quay được hết. Có nghĩa là ví dụ người khác có nội dung nhưng mà nấm thì không, kiểu như là cái câu chuyện nó đang ngẫu hứng, nó vui quá, chả ai quay hết, nấm bị cầm lên quay nên trời 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 cười nhiều này kia. Có nghĩa là rất thích quay những cái đoạn ngẫu hứng như thế. Rồi ở nhà cũng thế, thật sự muốn chia sẻ, trước giờ là không dám chia sẻ chuyện gia đình lên, nhưng mà kiểu như là bây giờ quay xong rồi khán giả rất là chờ đợi clip của mình ấy, xong rồi mình cũng ngồi mình nghĩ không biết là hôm nay quay cái gì được ta, làm gì để có clip quay lên được đây, rồi cũng về quay với gia đình. Tóm lại là làm YouTube á, tự nhiên mình được quen rất là nhiều người, cảm thấy rất là mến mến mộ những người anh chị mà mình đi làm, từ mình đi chia sẻ yêu thương với lại Ba Khương Dừa, xong rồi các anh chị cũng chia sẻ cùng Ba Khương Dừa rồi cũng hỏi thăm mình, tự nhiên mình cảm thấy tấm lòng của mình chưa là gì hết, có những người người ta còn Bồ Tát hơn mình nhiều và học được rất là nhiều thứ trước giờ mình chưa gặp ở ngoài đời, nhưng mà làm YouTube mình sẽ gặp được những cái trường hợp như thế, mình biết thêm được nhiều như thế và quen được tất cả quý vị khán giả hay nói chuyện với em. Em rất là cố gắng để có thể trả lời được tất cả comment của quý vị khán giả, để nhớ được cái tên kênh của quý vị khán giả, để nhỡ một ngày có gặp ngoài đời em sẽ nhớ ra được cái tên kênh của quý vị khán giả. Thì lúc mà gần đây thì cũng có rất là nhiều anh chị nhắn tin qua trang fanpage của Nấm Bi hỏi thăm, rồi có sự kiện gì thì cũng ví dụ quay một clip nào đó chia sẻ thì cũng nhắn tin nói là có cần anh hỗ trợ hay không hay là gì đấy. Em rất là tự nhiên cảm thấy được quan tâm của quý vị khán giả, vui lắm. Thì bây giờ qua team mới rồi thì hy vọng là đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng và lâu dài ở đây chứ chuyển nhiều mệt quá quý vị khán giả, kiểu như chuyển rồi lại phải thích ứng, xong rồi lại phải làm quen, lại phải học tập thêm. Học tập thì lúc nào cũng phải học rồi, nhưng mà kiểu như là học thêm cái mới nữa, rồi nó rất là nhiều cái tổng hợp vào trong con người của mình nên là sao ta, thôi mình sẽ cố gắng làm ở đây rất là tốt. Sắp tới thì Nấm Bi và Trương Ngơ sẽ làm nội dung, làm biên tập nội dung cho một cái show của Ba Khương Dừa. Hy vọng là mọi người sẽ cùng đón chờ cái chương trình đấy nha. Hiện tại thì chương trình đấy chưa chạy, nên là khi nào nó chạy thì Nấm Bi sẽ thông cáo mọi người nha. Còn bây giờ thì thật sự là cũng 12 giờ đêm rồi đấy 12 giờ đêm rồi. Thì cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ, theo dõi và hỏi thăm Nấm Bi. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui. Chắc clip này thì sáng mai em đăng. Thì em chúc mọi người một buổi sáng an lành, làm việc hiệu quả luôn nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người trong video clip sau. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.